Trong ngày ra quân thi đấu môn karate trước khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình, vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly của Đoàn Thể thao Gia Lai đã xuất sắc giành huy chương vàng môn karate hạng cân 47kg. Đây là lần đầu tiên trong 9 kỳ đại hội Gia Lai đạt huy chương vàng ở môn này. Bên cạnh huy chương vàng, vận động viên Đỗ Võ Đại Hùng cũng đã xuất sắc giành huy chương đồng ở hạng cân nam 50kg. Theo ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trước mắt, Sở thường nóng vận động viên đạt huy chương vàng 10 triệu đồng. Đây là nguồn xã hội hóa, tự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh, tranh tài 941 bộ huy chương ở 43 môn thi đấu. Đoàn Thể thao Gia Lai sẽ tranh tài ở 9 môn thể thao thành tích cao với 78 vận động viên, 20 cán bộ, huấn luyện viên tham gia. Chỉ tiêu của Thể thao Gia Lai lần này là phấn đấu đạt 5 huy chương các loại, trong đó có từ 1 đến 2 huy chương vàng, đứng vị trí khoảng 50 trong tổng số 66 tỉnh thành, ngành tham gia.